Những cuộc trò chuyện bởi đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Tâm tính bại hoại chỉ có thể được giải quyết bằng cách tiếp nhận lẽ thật. Quá trình để người ta đạt được lẽ thật cũng giống như một chiến binh dũng cảm bước vào chiến trường, sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ loại địch thù nào, vào bất kỳ lúc nào. Những kẻ địch của người mưu cầu lẽ thật chính là những tâm tính bại hoại khác nhau của Satan. Những người chiến đấu với xác thịt bại hoại của mình, về căn bản là họ đang chiến đấu với Satan. Và phải dùng vũ khí nào để chiến đấu với Satan? Dĩ nhiên là dùng lẽ thật, là tuân theo lời Đức Chúa Trời. Để đánh bại Satan, phải thực hành khía cạnh lẽ thật nào trước hết? Là quy phục Đức Chúa Trời, quy phục lời Ngài và lẽ thật. Đây là bài học mà người ta phải bước vào trước hết khi chiến đấu với Satan. Nếu ngươi không thể tiếp nhận những thứ từ Đức Chúa Trời xảy đến với ngươi, thì ngươi sẽ không thể quy phục trước Đức Chúa Trời, và do đó mà ngươi sẽ không thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật. Nếu ngươi không thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không thể tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi sẽ không hiểu lẽ thật, không hiểu lý do vì sao Đức Chúa Trời đặt ngươi vào những hoàn cảnh như thế, với những con người, sự vật, sự việc như thế, rồi ngươi sẽ chìm trong sự mơ hồ. Nếu không thể tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi không thể đánh bại được tâm tính bại hoại của mình. Chỉ khi đánh bại tâm tính bại hoại và xác thịt bại hoại, thì ngươi mới có thể hạ nhục Satan ma quỷ của thế giới thuộc linh. Chiến đấu với Satan chủ yếu dựa vào việc tìm kiếm lẽ thật. Nếu ngươi không hiểu lẽ thật, thì bất kỳ vấn đề hay quan niệm nào nảy sinh trong ngươi đều có thể khiến ngươi yếu đuối và tiêu cực. Nếu sự bộc lộ những tâm tính bại hoại của ngươi không bao giờ được giải quyết, thì khả năng cao ngươi sẽ vấp ngã và thất bại, và sẽ khó để ngươi vực dậy. Có người vấp ngã khi gặp phải thử thách, có người trở nên tiêu cực khi gặp phải bệnh tật đau đớn, và có người ngã sấp mặt khi gặp phải thử luyện. Đây là những hậu quả của việc không bao giờ mưu cầu lẽ thật, không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ. Các người nghĩ sao? Những tâm tính Satan có gây nhiều rắc rối cho người ta không? Bao nhiêu rắc rối nào? Chúng cản trở người ta đến trước Đức Chúa Trời, khiến họ không thể quy phục Đức Chúa Trời. Nếu người ta không thể quy phục Đức Chúa Trời, vậy họ sống theo những điều gì? Họ sẽ sống theo những tâm tính Satan bại hoại. Khi người ta sống theo những tâm tính Satan bại hoại, thì họ thường bộc lộ những quan niệm và trở nên nóng nảy. Chẳng hạn như, nếu người làm việc gì sai và bị các anh chị em phơi bày hoặc xử lý, người nên quy phục Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật như thế nào? Có một bài học để rút ra ở đây. Có lẽ người bắt đầu suy ngẫm chuyện này, nghĩ rằng người đó thường xem thường mình, lần này họ tìm được cái để chống lại mình. Họ đang nhắm vào mình, nên mình sẽ không tử tế làm gì, không lôi thôi được với mình đâu. Như thế không phải là nóng nảy sao? Nóng nảy là gì? Là lúc tâm tính Satan của người ta bùng lên khi lợi ích, danh tiếng và địa vị của họ bị tổn hại, và họ nói hay làm gì đó một cách bốc đồng. Con hiểu nóng nảy nghĩa là như thế. Hiểu như thế về căn bản là đúng rồi. Ai có thể nói thêm nào? Khi gặp chuyện mà người ta không tìm kiếm lẽ thật, thay vào đó lại tuôn ra những thứ tự nhiên có sẵn trong họ. Đấy chính là nóng nảy. Từ tự nhiên mà cô ấy dùng rất thích hợp. Sau khi con người bị Satan làm cho bại hoại, khi tâm tính nguyên thủy tự nhiên nhất của họ vốn phát xuất từ căn nguyên của họ bị phơi bày, đấy gọi là nóng nảy.
Nó là điều không được đi qua quá trình tư duy, suy nghĩ, suy ngẫm hay bao bọc gì cả. Cứ thế mà tuôn ra thôi. Đấy chính là nóng nảy. Nóng nảy là thứ tuôn ra từ những người sống trong những tâm tính bại hoại. Vậy tại sao những thứ tự nhiên tuôn ra từ bản tính con người lại không tương hợp với lẽ thật? Tại sao người ta bộc lộ sự nóng nảy? Lý do là gì? Là do bản tính Satan của con người gây ra. Tâm tính vốn có của con người thì thuộc về sự nóng nảy. Khi lợi ích, hư vinh hay thể diện của một người bị tổn hại, nếu họ không hiểu lẽ thật hay có thực tế lẽ thật, họ sẽ để tâm tính bại hoại của mình điều khiển việc xử lý tổn hại đó, và họ sẽ bốc đồng, hành động hấp tấp. Những gì họ biểu hiện và bộc lộ khi đó là sự nóng nảy. Sự nóng nảy là điều tích cực hay tiêu cực? Đó rõ ràng là một điều tiêu cực. Để một người sống trong sự nóng nảy không phải là điều tốt, nó rất dễ gây họa. Nếu sự nóng nảy và bại hoại của ai đó bị phơi bày khi có chuyện xảy ra với họ, thì đó có phải là người tìm kiếm lẽ thật và vâng lời Đức Chúa Trời không? Rõ ràng, một người như vậy chắc chắn là không vâng lời Đức Chúa Trời. Đối với những con người, sự việc, sự vật và môi trường khác nhau mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho con người, nếu ai đó không thể chấp nhận chúng từ Đức Chúa Trời, thay vào đó đối phó và giải quyết chúng theo cách của con người, thì kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Đức Chúa Trời sẽ khinh ghét và loại bỏ người đó. Và nó có mang tính xây dựng cho người ta không? Không chỉ sự sống của họ chịu tổn thất, mà còn không giúp xây dựng gì cho người khác. Hơn thế nữa, họ sẽ làm bẻ mặt Đức Chúa Trời và khiến Ngài khinh ghét và loại bỏ họ. Một người như vậy đã đánh mất lời chứng và đi đâu cũng không được chào đón. Nếu người là thành viên của nhà Đức Chúa Trời nhưng luôn nóng nảy trong hành động, luôn phơi bày những gì tự nhiên trong ngươi và luôn bộc lộ tâm tính bại hoại của mình, làm mọi việc bằng phương thức của con người và với tâm tính Satan bại hoại, thì hậu quả cuối cùng sẽ là việc người hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Và nếu người vẫn không ăn năn trong suốt thời gian đó và không thể bước trên con đường theo đuổi lẽ thật, thì người sẽ phải bị phơi bày và loại bỏ. Chẳng phải vấn đề sống dựa trên tâm tính Satan và không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó là một vấn đề nghiêm trọng sao? Một khía cạnh của vấn đề đó là người ta không phát triển hay thay đổi trong sự sống của bản thân. Xa hơn nữa, họ sẽ ảnh hưởng xấu đến những người khác. Họ sẽ không có ích gì trong hội thánh và cuối cùng họ sẽ gây rắc rối lớn cho hội thánh cũng như cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Giống như một con ruồi hôi hám bay vo ve trên bàn ăn, chuốc lấy sự tởm lợm và ghê tởm. Các người có muốn làm loại người này không? Vậy thì các người phải hành động như thế nào để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và đem lại sự xây dựng cho người khác? Bất kể đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, trước hết, người phải bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Người tuyệt đối không được tiếp tục bộc lộ sự bại hoại bằng cách làm theo ý mình và nóng nảy. Trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày trong đời mình, bất kể người làm gì và nghĩ gì, Đức Chúa Trời đều đang soi xét và dõi theo ngươi. Đức Chúa Trời quan sát chuyện gì chứ? Là điều người ta nghĩ và cách họ phản ứng khi gặp những con người, những sự việc hay những sự vật mà Đức Chúa Trời an bài cho họ. Đúng. Và mục đích của Đức Chúa Trời khi quan sát những chuyện này là gì? Là để xem người đó có phải là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không? Đấy là một phần lý do. Đầu là lý do chính. Hãy suy nghĩ điều này thật cẩn thận.
là để xem người đó có lòng tìm kiếm lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời không. Dù là kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, hay là có lòng tìm kiếm lẽ thật và quy phục Đức Chúa Trời, những điều này đều liên quan đến vấn đề con đường mà người ta chọn bước theo. Tại sao Đức Chúa Trời liên tục soi xét con người? Đó là để xem người đang đi con đường nào, mục tiêu và đường hướng cuộc sống của người là gì. Liệu người chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay con đường của những người Pharisee giả hình? Là để xem chính xác người đang đi trên con đường nào. Nếu người chọn con đường đúng đắn, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt người, khai sáng, nâng đỡ và cùng dưỡng cho người. Nếu người lựa chọn con đường sai trái, nó cho thấy người đã hoàn toàn quay lưng lại với Đức Chúa Trời, nên lẽ tự nhiên là Ngài sẽ ruồng bỏ ngươi. Có những người luôn giảng câu chữ và giáo lý và vi phạm các nguyên tắc lẽ thật trong mọi việc họ làm, thậm chí còn làm những việc phương hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao họ không bị sửa dạy hay khiển trách? Một số người không hiểu được vấn đề này. Để ta nói cho các ngươi nghe, Đức Chúa Trời đã từ bỏ những người như thế rồi. Bất kể người ta đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, nếu Đức Chúa Trời quyết định từ bỏ người này, thì đó là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng rồi. Ý muốn và nguyện vọng của Đức Chúa Trời như thế nào về dạng con đường mà Ngài hy vọng con người sẽ bước đi? Khi Đức Chúa Trời đặt con người vào một hoàn cảnh nhất định, Ngài hy vọng họ sẽ quy phục hay phản nghịch. Ngài có hy vọng họ sẽ tìm kiếm và đạt được lẽ thật, hay là làm ngơ và đứng yên tại chỗ? Đức Chúa Trời có thái độ thế nào đối với chuyện này? Ngài kỳ vọng điều gì ở con người? Ngài kỳ vọng họ sẽ có thể quy phục và tích cực hợp tác với công tác của Ngài, không thụ động, chểnh mảng hay làm ngơ nó. Có những người lãnh đạm trong bổn phận. Khi được phân công một nhiệm vụ, họ muốn thế nào thì làm thế ấy, chẳng tìm kiếm lẽ thật hay ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy cách tiếp cận đó chẳng có gì sai cả, vì họ không vi phạm sắc lệnh quản trị nào, không xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, không gây nhiễu loạn hay gián đoạn công tác của Hội Thánh. Họ vẫn đang làm bổn phận, nên họ cảm thấy họ sẽ không bị lên án. Người nghĩ sao về dạng thái độ này? Nó không tốt. Nó là thái độ tiêu cực, bị động, lãnh đạm mà Đức Chúa Trời khinh ghét. Thái độ lãnh đạm là gì? Tại sao Đức Chúa Trời có khinh ghét nó? Thực chất của dạng thái độ này là gì? Con có thể chia sẻ một ít trải nghiệm của con về chuyện này. Gần đây, trong bổn phận, con làm theo ý mình và vi phạm các nguyên tắc. Sau khi bị tỉa sửa và xử lý, con chẳng chịu phản tỉnh, lại còn hiểu lầm và đề phòng Đức Chúa Trời. Lòng con đóng chặt với Đức Chúa Trời, con không muốn gần gũi Ngài, không muốn cầu nguyện với Ngài. Thái độ của con là lãnh đạm và nó khiến con tiêu cực, bị động và khổ sở suốt thời gian đó. Bởi vì lòng con đóng chặt với Đức Chúa Trời, nên như thể cột trụ quan trọng nhất của đời con đã bị sụp đổ và con cảm thấy khốn khổ. Nhìn bề ngoài, có vẻ như con đang làm bổn phận mà không có hành vi phản nghịch nào, nhưng con đã không nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh và con không có tâm thức chủ động cộng tác với Đức Chúa Trời. Giữ thái độ lãnh đạm, tiêu cực và thiếu động lực này cũng chẳng khác gì tự giết dần giết mòn chính mình. Những người quay lưng với Đức Chúa Trời thì như cái cây đã chết rễ. Khi đã bị cắt đứt nguồn nuôi sống, cành và lá dần héo úa cho đến khi cái cây chết hẳn. Giải thích rất hay. Có lẽ đa số mọi người đang ở trong tình trạng này. Được yêu cầu việc gì họ cũng làm, không gây rắc rối, không làm việc ác, không gây nhiễu loạn gì, họ chỉ lãnh đạm thôi. Tại sao Đức Chúa Trời khinh ghét dạng thái độ này? Thái độ như thế là biểu hiện của thực chất gì?
là tiêu cực, đối kháng, không tiếp nhận lẽ thật. Các ngươi nói xem, Đức Chúa Trời bỏ người ta trước hay là người ta bỏ Đức Chúa Trời trước? Người ta bỏ trước. Nếu người từ bỏ Đức Chúa Trời trước, lòng người đóng chặt với Ngài, thì đây là vấn đề nghiêm trọng. Đóng chặt là một cách nói thôi. Khi người ta đóng chặt lòng mình, nhốt Đức Chúa Trời ở ngoài, thực ra nghĩa là tôi không muốn Ngài nữa. Tôi và Ngài đã đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối không liên hệ gì nữa. Khi một loài thọ tạo có dạng thái độ này với đấng tạo hóa của mình, thì Đức Chúa Trời xử lý như thế nào? Thái độ của Ngài thế nào? Khi thấy người ta ở trong tình trạng đó, Ngài vui hay là ghê tởm hay là buồn? Trước hết, Ngài thấy buồn. Khi Đức Chúa Trời thấy người ta trở nên u mê và hoàn toàn không sẵn lòng tiếp nhận lẽ thật, thì Ngài thấy thất vọng, rồi Ngài ghê tởm họ. Khi lòng người ta đóng chặt với Đức Chúa Trời, Ngài xử lý thế nào? Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt một vài hoàn cảnh để họ hiểu ra ý Ngài và mở lòng với Ngài. Phải, đây là một trong những cách tiếp cận chủ động của Đức Chúa Trời. Có lúc Ngài làm những việc như thế, nhưng có lúc thì không. Có lúc Ngài ẩn mặt và chờ đợi đến thời điểm của mình, chờ đợi ngươi mở lòng với Ngài. Khi ngươi đã để Ngài đi vào lòng mình và có thể tiếp nhận lẽ thật, Ngài sẽ tiếp tục dành lòng thương xót và khai sáng cho ngươi. Tuy nhiên, thường thì nếu ngươi có dạng thái độ này, nếu lòng ngươi hoàn toàn đóng chặt với Đức Chúa Trời, cự tuyệt mối quan hệ bình thường với Ngài, cự tuyệt mọi liên hệ với Ngài, vậy thì ngươi đang bác bỏ quyền tối thượng của Ngài trên ngươi và sự dẫn dắt của Ngài. Làm như thế cũng là bác bỏ Ngài là Đức Chúa Trời của ngươi, là không muốn Ngài là Chúa của ngươi. Nếu ngươi bác bỏ Ngài là Đức Chúa Trời, là Chúa của ngươi, thì liệu Ngài còn có thể công tác trên ngươi không? Vậy Ngài chỉ còn cách ruồng bỏ ngươi. Chỉ sau khi ngươi hiểu ra chuyện, nhận ra sai lầm trong đường lối của mình, biết ăn năn, thì công tác của Đức Chúa Trời trên ngươi mới bắt đầu hoạt động trở lại. Vậy nên, khi gặp thái độ lãnh đạm như thế này, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không công tác. Ngài sẽ gạt những người như thế này sang một bên. Các người đã từng trải nghiệm chuyện này chưa? Đây là tình trạng bình an và vui vẻ, hay là khổ sở và không thể chịu nổi? Là khổ sở và không thể chịu nổi. Khổ sở đến thế nào? Giống như một xác chết biết đi, một dạng tồn tại mà không có suy nghĩ, không có linh hồn, như một con thú. Nếu không có Đức Chúa Trời trong lòng, thì lòng người ta trống rỗng, cũng giống như không có linh hồn. Như thế chẳng phải nghĩa là họ đã trở thành kẻ chết vô hồn hay sao? Thật đáng sợ. Người ta có thể phản bội Đức Chúa Trời mọi nơi mọi lúc. Chỉ cần chút bất cẩn, họ có thể cự tuyệt Đức Chúa Trời trong lòng. Sau đó tình trạng của họ liền thay đổi. Tình trạng tâm linh của họ lập tức đi xuống. Họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự cậy dựa vào Đức Chúa Trời, và mối quan hệ của họ với Ngài biến mất hoàn toàn, hệt như một trái tim ngừng đập vậy. Đây là một tình trạng nguy hiểm. Khi rơi vào tình trạng như thế thì có thể làm gì? Người cần phải có thái độ đúng đắn, gấp rút cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ăn năn. Nếu một người luôn sống trong tình trạng đối kháng và tiêu cực, tình trạng bị Đức Chúa Trời bỏ rơi hoàn toàn và không thể liên hệ với Ngài, thì rất nguy hiểm. Các người đã nhận ra hậu quả không mong muốn nào có thể xảy ra do mối nguy hiểm này chưa? Không chỉ là chuyện có thể trải qua mất mát, còn những hậu quả khác nữa, có thể là gì nào? Họ có thể bị tà linh ám.
Đó là một khả năng. Còn nhiều khả năng khác nữa. Họ có thể phạm việc ác nghiêm trọng và bị Đức Chúa Trời phơi bày đào thải. Cũng có thể. Còn gì nữa không? Trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, họ có thể ngày càng xa cách. Nếu tình trạng này cứ tồn tại mãi, các người nghĩ người này cuối cùng có cân nhắc chuyện từ bỏ hẳn đức tin vào Đức Chúa Trời không? Vậy chẳng đáng sợ sao? Nếu người ta có dục vọng tà ác là từ bỏ đức tin, đó là điều đáng sợ nhất. Bởi vì trong lòng họ đã phản bội Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi người như thế. Là người tin Đức Chúa Trời, người ta phải giữ mối quan hệ bình thường với Ngài. Đây là điều rất quan trọng. Khi mối quan hệ của người ta với Đức Chúa Trời được bình thường, họ sẽ ở trong tình trạng tốt. Khi tình trạng của họ xấu thì mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời sẽ không bình thường. Lòng người ta sẽ ở trong hai tình trạng hoàn toàn khác nhau, tùy vào việc họ ở trong tình trạng tốt hay xấu. Khi người ta ở trong tình trạng tốt, họ sẽ cảm thấy lòng mình có một sức mạnh nhất định, một sức mạnh khiến họ có một dạng thôi thúc, không bao giờ kết hôn, theo Đức Chúa Trời đến cùng bất kể có phải chịu bao đau khổ, và vẫn tận hiến với Đức Chúa Trời cho đến cùng, cho đến chết. Dạng quyết tâm này phát xuất từ đâu ra? Từ một dạng nhiệt tâm mà người ta có. Đức Chúa Trời có thấy dạng nhiệt tâm này thỏa đáng không? Dạng quyết tâm này là tích cực hay tiêu cực? Tích cực. Đức Chúa Trời có thấy những điều tích cực thỏa đáng không? Có. Đức Chúa Trời dò xét lòng người. Ngài dò xét những gì người ta suy nghĩ trong thâm tâm, tình trạng của họ ở đó thế nào. Vậy nên, khi người thể hiện dạng nguyện vọng và quyết tâm này trong lòng, Đức Chúa Trời cũng dò xét nó. Dạng quyết tâm này từ đâu mà có? Có phải từ sự huyết khí và tự nhiên của người ta? Không, mà là do công tác của Đức Thánh Linh truyền nó vào người ta. Đúng vậy. Khi người ta sống trong tình trạng đúng đắn, thì Đức Thánh Linh cho họ dạng sức mạnh này, khiến họ có quyết tâm này. Đây là điều tích cực, và nó được Đức Thánh Linh ban cho con người, bởi vì họ hợp tác và hy sinh. Người ta có bao giờ tự mình có được dạng đức tin này không? Dĩ nhiên là không, đúng không? Khi người ta có dù chỉ một chút quyết tâm hợp tác, thì Đức Thánh Linh sẽ cho họ động lực mạnh mẽ như thế. Từ đây, các người thấy được gì? Con người không được rời xa Đức Chúa Trời. Rời xa Đức Chúa Trời thì chỉ có sự chết. Con người không được rời xa Đức Chúa Trời. Đúng là thế. Đây là hiểu biết có được từ kinh nghiệm. Nếu người mở lòng với Đức Chúa Trời, có một chút quyết tâm đó và có thể phơi bày bản thân khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho người sức mạnh này. Sức mạnh này sẽ còn mãi suốt cuộc đời ngươi và cho ngươi có được quyết tâm mạnh mẽ đến thế. Có thể nói lên rằng, tôi dâng trọn đời mình cho Đức Chúa Trời, tôi sẽ dốc hết mình cho Ngài và sống vì Ngài. Đây là sự thật. Đây là cách người ta nghĩ và điều họ muốn làm. Tuy nhiên, nếu ai đó theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận dựa vào tâm trí và suy nghĩ của mình, dựa vào tố chất và ân tứ của mình, thì họ sẽ có được bao nhiêu sức mạnh đây? Nếu người không có quyết tâm mưu cầu lẽ thật, thì có dốc bao nhiêu công sức cũng vô ích. Tự sức con người không thể đạt được sức mạnh nội tại này, nó là do Đức Chúa Trời ban. Người ta đánh mất sức mạnh này như thế nào? Điều gì gây ra chuyện này? Khi Đức Chúa Trời không còn trong lòng họ, thì sức mạnh này biến mất. Khi người ta có sức mạnh này, thì đấy chính là công tác của Đức Thánh Linh. Nó là sức mạnh do Đức Chúa Trời ban cho con người. Tất cả đều là việc Đức Chúa Trời làm.
Nếu lòng người đóng chặt với Đức Chúa Trời, nếu người nói không với Ngài và phủ nhận quyền tối thượng và sắp đặt của Ngài đối với đời ngươi, cũng như mọi hoàn cảnh, con người, sự vật, sự việc mà Ngài đã sắp đặt quanh ngươi, thì ngươi thậm chí sẽ không có lòng mưu cầu lẽ thật. Khi người ta đánh mất Đức Chúa Trời thì thật sự kinh khủng. Sự thật là thế. Những người mất Đức Chúa Trời thì chẳng là gì cả. Nếu người ta đóng chặt lòng mình với Đức Chúa Trời thì có khi họ còn nghĩ lại về việc tin Đức Chúa Trời, điều mà họ có thể bộc lộ ra bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Phần đáng sợ nhất trong chuyện này là những suy nghĩ này của họ sẽ ngày càng mạnh lên, đến mức họ có thể hối hận về mọi điều họ đã từ bỏ và dâng mình, hối hận về quyết tâm một thời của họ và những đau khổ mà họ đã phải chịu đựng. Tình trạng của họ sẽ hoàn toàn khác với trước đây, như thể họ là một con người hoàn toàn khác vậy. Làm sao lại có chuyện này? Nếu người ta có thể quy phục những con người, sự vật, sự việc và hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đặt ra cho họ, thì họ có thể sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Nếu họ luôn cố trốn tránh những con người, sự vật, sự việc mà Đức Chúa Trời đặt ra cho họ, không sẵn lòng quy phục hoàn cảnh mình gặp vô quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, vậy thì sẽ dẫn đến tình trạng gì? Họ sẽ trải qua sự tăm tối, khổ sở, bồn chồn, lo âu triền miên và đau buồn. Như thế, chẳng phải là khác biệt hoàn toàn sao? Khi người ta sống trong tình trạng tốt, thì như sống trên thiên đường, ngay trước Đức Chúa Trời. Khi người ta ở trong tình trạng xấu, thì tình trạng của họ ngày càng tăm tối hơn và Đức Chúa Trời vẫn ngoài tầm với của họ. Sống trong tình trạng tăm tối như thế có khác gì sống trong địa ngục đâu. Các người có bao giờ cảm nhận nỗi thống khổ của địa ngục chưa? Có dễ chịu không? Có chịu nổi không? Các người mô tả chuyện đó trong một câu như thế nào? Thà chết còn hơn. Phải, thà chết còn hơn. Chết còn thoải mái hơn sống nhiều. Thật quá đau đớn. Người nói rất đúng, nó là thế đấy. Mọi khó khăn mà người ta gặp phải, mọi sự tiêu cực và yếu đuối của họ đều liên quan trực tiếp đến những tâm tính bại hoại của họ. Nếu những tâm tính bại hoại của họ có thể được giải quyết, thì có thể nói rằng mọi khó khăn trong đức tin của họ cũng ít nhiều sẽ có thể được giải quyết. Sẽ không có điều gì cản trở họ tìm kiếm lẽ thật. Họ sẽ không gặp phải khó khăn gì khi thực hành lẽ thật. Không gì ngăn cản họ quy phục Đức Chúa Trời. Vậy nên, việc giải quyết những tâm tính bại hoại là điều tối quan trọng. Việc Đức Chúa Trời yêu cầu con người mưu cầu lẽ thật và trung thực có liên quan đến việc giải quyết những tâm tính bại hoại và đạt được sự thay đổi trong tâm tính. Mục đích của việc tìm kiếm lẽ thật là để giải quyết vấn đề của tâm tính bại hoại và mưu cầu lẽ thật là để đạt được sự thay đổi tâm tính. Vậy người ta tìm kiếm lẽ thật như thế nào? Làm sao để có thể đạt được lẽ thật? Mới đây, ta đã nói gì nào? Hãy tin rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật và hãy quy phục hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt. Phải, hãy có đức tin, quy phục, cố rút ra bài học, tìm kiếm lẽ thật và tuân giữ bổn phận của mình trong những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt. Nếu người có thể rút ra bài học từ hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, chẳng phải người sẽ dễ quy phục sao? Khi người tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học, chẳng phải người sẽ tránh bộc lộ tâm tính bại hoại và ngăn mình bộc lộ huyết khí sao? Trong quá trình này, người chẳng tránh sử dụng các biện pháp và suy nghĩ của con người để xử lý những con người, sự vật và sự việc mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho người sao? Như thế, người chẳng ở trong tình trạng bình thường sao?
Và khi người ở trong tình trạng bình thường, người chẳng có thể liên tục sống trước Đức Chúa Trời sao? Như thế thì người sẽ được an toàn. Nếu người có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, liên tục sống trước Ngài, thường xuyên tìm kiếm ý muốn của Ngài trong những hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt cho ngươi, và quy phục tất cả những con người, sự vật, sự việc mà Ngài sắp đặt, vậy thì chẳng phải người sẽ luôn sống dưới mắt Đức Chúa Trời, dưới sự chăm sóc của Ngài sao? Khi vận mệnh của người nằm dưới quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, được Ngài che chở và cai quản, khi người tận hưởng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời mỗi ngày, người chẳng phải là người hạnh phúc nhất sao? Thông công về chủ đề này đến đây là kết thúc. Tiếp theo, các người có thể cùng nhau thông công về nó, tổng kết và chia sẻ hiểu biết của mình về nó. Hãy xác định cách để sống cuộc đời hạnh phúc và cách để được Đức Chúa Trời chấp thuận như Gióp đã làm, để Đức Chúa Trời giữ người trong lòng Ngài và nói người là người mà Ngài yêu thương. Hãy tìm cho ra cách để bước đi trên con đường đúng đắn trong đời như Gióp, chính là kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.